Sau việc giải cứu dưa hấu, Hà Tăng mua 200kg ủng hộ nông dân. Trước thông tin hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân có nguy cơ bị tiêu hủy, các sau việc cũng chung tay giải cứu giúp đỡ cùng mọi người. Thời gian gần đây có rất nhiều sự việc không hay xảy ra, khiến nền kinh tế trở nên trì trệ. Riêng Việt Nam, các mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu đến kỳ thu hoạch nhưng không được tiêu thụ, nông dân buộc phải đối mặt với việc thua lỗ. Dẫu vậy, trước hình ảnh hàng trăm tấn dưa hấu chưa được tiêu thụ, cư dân mạng đang phát kiến nhiều hành động nhằm giúp đỡ phần nào tổn thất cho các nông dân. Trên tinh thần đó, các nghệ sĩ cũng chung tay giúp đỡ bằng cách mua dưa hấu với số lượng lớn. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong các nghệ sĩ tham gia chiến dịch giải cứu dưa hấu. Đã mua 28kg dưa làm nước ép cho văn phòng nhà Nọc. Tí chiều sẽ ủng hộ thêm tẹo, dưa hấu thanh long chôm chôm mùa này ngon lắm, mọi người ủng hộ bà con nha. Một số thông tin và update chỗ tập kết nông sản cho người dân nha. Dưa hấu rớt giá phát miễn phí tại nhiều điểm. Số dưa hấu được giải cứu lần này được trồng tại Gia Lai và miền Tây Nam Bộ nhằm xuất đi Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên bị trì hoãn vô thời hạn. Vì vậy, nông dân trồng dưa buộc phải bán bổ, bán tháo với giá vô cùng rẻ. Bởi nguyên nhân này, khá nhiều mạnh thường quân đã tổ chức các hoạt động nhằm giúp đỡ nông dân trồng dưa. Theo đó, trong ngày 9 và 10 tháng 2, nhiều địa điểm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát dưa miễn phí cho mọi người. Đồng thời, khá đông bạn trẻ cũng tổ chức bán dưa tình nguyện nhằm thu lại phần số vốn mà nông dân bỏ ra trong vụ mùa này. Hiện tại, các hoạt động giải cứu dưa hấu đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng tổ chức phát miễn phí mua dưa tùy tâm để giúp nông dân. Sau việc chung tay giải cứu dưa hấu, mức giá bán của mỗi cân dưa hấu ở thời điểm hiện tại dao động chỉ từ 1.000 đồng cho đến 8.000 đồng tại các thành phố lớn phía Nam, nên số vốn thu về không được cao. Trên tinh thần nhân ái lá lành đùm lá rách, rất nhiều nghệ sĩ Việt đang chung tay giúp đỡ nông dân trước sự cố không mong muốn. Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, Trà My Idol đang là những người đẹp tiên phong giúp đỡ nông dân giải cứu dưa hấu. Cụ thể, riêng Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà đặt mua 200kg dưa hấu. Trà My Idol cũng hộ người nông dân khi mua 100kg dưa. Tăng Thanh Hà, Trà My chia sẻ đã mua trên 100kg dưa hấu trong đợt giải cứu lần này. Riêng Ninh Dương Lan Ngọc đã mua gần 30kg dưa, mang đến văn phòng để làm nước ép cho đồng nghiệp nhân viên. Theo đó, nàng cám chia sẻ lên trang cá nhân, tí chiều sẽ ủng hộ thêm. Và đồng thời kêu gọi người hâm mộ mua hàng nông sản giúp đỡ bà con nông dân. Ninh Dương Lan Ngọc cũng ủng hộ nông dân bằng cách kêu gọi trên trang fanpage. Diễn viên Nguyên Bảo cũng tham gia ghi hình, share bài viết kêu gọi mua dưa. Hình ảnh các nghệ sĩ Việt giúp đỡ nông dân trong mùa vụ dưa hấu này càng làm cư dân mạng ấm lòng. Hiện tại, khá nhiều các nghệ sĩ khác cũng đăng ảnh chia sẻ các bài viết kêu gọi mọi người mua dưa hấu thanh long để giúp đỡ nông dân. Dân mạng giữa lúc như thế này mới thấy lòng người ấm áp. Không riêng gì những nghệ sĩ Việt hay các mạnh thường quân mua hàng nghìn cân dưa hấu để phát miễn phí cho mọi người, dân mạng cũng chung sức của ít lòng nhiều giúp đỡ nông dân. Với hình ảnh mọi người cùng nhau giải cứu nông sản, cư dân mạng không ngừng bày tỏ lời khen ngợi. Hành động giúp đỡ nông dân tiêu thụ số dưa của mọi người khiến mình xúc động. Mình thích ăn dưa hấu lắm, nên lần này mua cả mấy chục cân luôn, khao bạn bè tặng đồng nghiệp làm nước ép, uống đẹp da nữa. Cư dân mạng bình luận về hành động của các nghệ sĩ Việt. Tương thân tương ái chính là nét đẹp trong cách ứng xử của người Việt Nam, được truyền qua nhiều đời. Chính bởi điều ấy, những hình ảnh dân mạng nghệ sĩ Việt chung tay giải cứu dưa hấu càng làm nổi bật nghĩa tình, đúng với nét đẹp đoàn kết của dân tộc. Với hành động ý nghĩa của dàn sao Việt và các mạnh thường quân, bạn có suy nghĩ như thế nào?